cho tứ giác gì ăn đi. A B C D nhớ nói ra nói theo lợn nha, để cho nó lên xu hướng nha. Không. Yeah. Bạn muốn ngựa gì bạn ngựa, nhưng mà trả lời cho nó chính xác chút xíu. Hài thì hài phải chính xác. Đây là hình gì? Tứ giác. Tứ giác, nhớ tổng của tứ giác thì bằng 360 độ. Cái nào không biết gọi là chữ X. Được chưa? Vậy ta có xét tứ giác gì? Nói theo đi. A B C D ta có góc A. Góc thì có mũ nè. Cộng góc B. Cộng góc C. Cộng góc D bằng 360 độ. Điền vô nè. 110 độ nè, cộng x nè, cộng 75 độ nè, cộng 75 độ nè, bằng 360 độ nè. Lấy máy tính bấm nè. Quá dễ rồi, nhìn vô ra bao nhiêu? Đây là 150 nè, thấy không? Cộng thêm 110 nữa là ra 260 độ nè, bằng 360 độ nè. Chuyển vế đổi dấu nè. Vậy là x bằng 360 độ trừ 260 độ. Không lẽ không biết luôn. Ừ đúng rồi, giỏi, thông minh. Lâu lâu được một cái.